các anh chị em. Tin đầu tiên mình muốn gửi lời tới các bạn là thị trường kinh tế về tiền đô với lại vàng vẫn tiếp tục lên nha. Thành ra mọi người cứ tiếp tục lấy tiền Việt Nam VND, dùng tiền Việt Nam của mình tiếp tục thâu vô ngoại tệ với vàng và giữ cái tài sản này cho chính mình, chứ đừng có bán ra. Là tại vì hiện tại là Cộng sản Việt Nam, nhà chính quyền Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam không còn tiền trong những cái kho dự trữ nữa. Họ cố tình ém giá để cho mình bung vàng, bung đô la ra mua những cái thứ mà họ muốn bán, rồi sau đó họ sẽ nâng giá lên là mình sợ lỗ, mình bán ra đó. Thành ra mình đừng bao giờ bị mắc bẫy nha. Không à, nhất định là phải dùng tiền Việt Nam mua ngoại tệ, mua ngoại tệ với lại vàng, không bán ra, mà mình phải giữ cái tài sản đó cho mình. Dù chỉ là 100 đô hay là một phân vàng, chúng ta vẫn phải giữ cho chúng ta, bị gì á nó sẽ tìm cách mọi cách để nó lấy tiền của dân đó. Rồi mấy hôm nay thì trong lòng không có được vui, thành ra bị gì thấy đồng bào chúng ta đã bị đàn áp bởi cái bọn công an. Mình không hiểu là cái đám công an ở Nghệ An này nó có phải là người Việt Nam, cái tụi này nó có phải là người Việt Nam hay không. Vậy là tại vì nó đàn áp dân mình quá tàn bạo. Những cái em rất là trẻ đứng lên đòi lại sự sống cho mọi người, cho chính bọn này luôn, nhưng mà nó lại đánh đập những cái người lớn tuổi, những cái em nhỏ một cách tàn bạo như vậy đó, thì trong lòng rất là bực mình lắm. Nhưng mà không có biết làm sao ngoại trừ là mình chỉ tiếp tục lên ủng hộ tinh thần mọi người, phải dùng những cái động lực mà nó đã đàn áp người dân của mình, phải lấy cái này làm động lực cho chúng ta phải đứng lên, mà chúng ta đứng lên phải càng mạnh mẽ thêm. Thì có nhiều bạn trẻ đã gửi tin vô nói là mình nên đọc lại cái phương thức, mà cái cách mà đứng lên nói là cái tam giác mà ba người phải bảo vệ như thế nào. Thì bữa nay đã có cái diagram, là có cái hình ra luôn, để mình sẽ dùng cái hình đó diễn tả cho mọi người biết là nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ mình phải đọc lại cái bài đó, xong rồi mình sẽ dùng cái hình đã diễn tả cho mọi người nha. Chiến lược tam giác là như thế này: cứ ba người họp thành một tổ, đứng quay lưng vào nhau, như vậy thì có thể quan sát khắp 360 độ và không tạo khoảng trống để Việt Cộng tấn công, dễ hỗ trợ nhau khi cần và chỉ cần phòng thủ ba mặt mà thôi. Rồi cứ ba tổ sẽ tạo thành một tam giác lớn, mỗi tam giác cách nhau 0.5 m, ba tam giác lớn tạo thành một tam giác lớn hơn nữa. Chỉ cần 1.000 tam giác như vậy là chúng ta có thể tổ chức biểu tình cho 3.000 người. Khi một người trong tam giác nhỏ bị tấn công thì hai người kia phải quay lại giúp, hai tam giác kia phải chạy lại giúp. Như vậy thì Việt Cộng rất khó mà đánh phá được, rất khó để bắt người, vì một hai tên Việt Cộng phải đối đầu với 8 người khác, lấy 8 đánh 2 thì ít nhất cũng hòa chứ không thua. Chiến lược tam giác có thể dùng khi biểu tình tại chỗ và biểu tình có di chuyển. Khi biểu tình tại chỗ thì cứ ba người đứng đau lưng lại tạo thành một tam giác, rồi đưa biểu ngữ lên hô khẩu hiệu. Khi thấy có Việt Cộng xông vô thì hai người trong tam giác phải quay mặt về hướng Việt Cộng đang tính xông vô, cản thằng Việt Cộng đó. Một người cản ở trên, nghĩa là nắm vai, nắm tay đẩy nó đi. Một người cản ở phía dưới là húc, đạp và đánh bụng. Thì người thứ ba phải là người tiếp ứng cho hai người kia, vừa cảnh giác xung quanh. Hai tam giác kế bên phải lập tức tiếp cận giúp đỡ. Một tam giác cử ra hai người cùng tham gia giúp đỡ, thì người thứ ba phải tiếp ứng và cảnh giác xung quanh. Hai người trong tam giác phải đánh từ phía sau, đá đấm vào gáy và khớp gối, vào hán của những thằng cộng sản Việt Cộng đó. Tam giác còn lại phải canh chừng xung quanh, đề phòng Việt Cộng xông vào tiếp. Sau khi đánh gục thằng Việt Cộng thì chói tay chói chân nó lại, cho nó không còn khả năng đàn áp nữa. Mình không biết lúc đó có ai đem theo dây để chói nó lại hay không nha. Cho nó không còn khả năng đàn áp nữa. Khi biểu tình di chuyển từ thì đưa hai người trong tam giác đi trước, một người đi sau. Hai người đi trước có trách nhiệm canh chừng Việt Cộng đang đứng phía trước. Phía Việt Cộng xông vô thì lập tức dùng chiến lược trên để hạ gục người đi sau, lãnh trách nhiệm canh chừng, hỗ trợ và liên lạc các tam giác khác. Thì đây là cái hình để mình cố gắng giải thích cho mọi người bằng cái hình này nha. Thật ra mình cũng không phải là dân chiến lược gì, nhưng mà cố gắng thôi. Đứng lên đi ha, cho dễ thấy. Thì bây giờ á, là cái hình mọi người thấy ha. Nếu mà mình nhìn bất cứ góc hẹp, đường góc nào cũng là tam giác. Đây là tam giác
đầu thứ nhất một cái tam giác chính giữa các bạn thấy đó, đây là tam giác thứ nhất. Thì tam giác thứ nhất nó có ba nhóm, một hai ba, ba nhóm này sẽ tạo ra một cái tam giác đầu tiên lớn nè. Thì ba nhóm này là những cái hình mà cái tim á, các bạn thấy hình trái tim là một người ha, một người là hai người đi phía trước, một người đi phía sau, hai người đi phía trước, một người đi phía sau. Thì ba cái nhóm này tạo ra một cái tam giác, thì những cái nhóm khác cũng vậy, ba nhóm tạo thành một tam giác. Các bạn thấy rõ ha, ba nhóm tạo thành một cái tam giác, thì những ba cái nhóm này tạo ra một cái tam giác nhỏ. Thì chúng ta có những cái tam giác nhỏ như vậy thì tạo ra một cái tam giác lớn, thì cái tam giác này nó sẽ mạnh hơn. Nếu mà những cái tam giác nhỏ này á bị đàn áp thì cái người của cái tam giác kế bên sẽ hỗ trợ những cái tam giác khác nữa. Thì chúng ta phải lập tức hỗ trợ với nhau và bảo vệ với nhau, chứ đừng có để mà nó, mình sẽ post cái hình này lên cái status kế nha. Bởi vì hiện tại bây giờ nhìn vô á thì rất là dễ hiểu, nhưng mà giải thích ra thì mọi người có một cái ý nghĩa khác nhau, thì mọi người chúng ta phải làm theo. Thì theo mình á là ba cái tam giác nè, ba người một nhóm, chúng ta phải hợp lực. Ba người này, ba người này là những cái người bạn bè thân của mình, tin tưởng nhau để bảo vệ, để bảo vệ với nhau đó. Các bạn thấy rõ ha, thì cái ba người bạn của mình, một cái nhóm ba người, một nhóm ba người, một nhóm ba người sẽ tạo ra một cái tam giác lớn như thế này. Rồi những cái tam giác đó sẽ tạo ra một cái tam giác lớn hơn nữa. Thì mình mỗi lần mình di chuyển đi, mình cứ giữ cái tình hình là ba người đi một nhóm, thì chúng ta sẽ bảo vệ được với nhau, không có cho ai đánh đập mình nữa, mà mình phải tự bảo vệ với nhau. Một chút nữa mình sẽ bỏ cái hình này lên trên cái Facebook, cái status ring của mình ha. Con vẽ giống toán học thời điểm ABC. Thì chỉ có cái cách này là chỉ cho mọi người hiểu thôi. Bị có nhiều bạn trẻ lắm vô hỏi là nói cách tam giác, nhưng mà thật ra cái tam giác nó như thế nào. Thì mấy anh chị em cũng ngồi lại cũng suy nghĩ ra được những cái này. Đây là cái chiến lược của người Hy Lạp ngày xưa, thành ra là đã nghĩ ra như vậy, mà họ đã đánh thắng được nhiều trận lắm. Thành ra mình phải dùng cái lịch sử, mình là tái diễn lại lịch sử vậy đó. Thì đây là cái cách của người Hy Lạp. Thì một hồi á, là mình sẽ post lên trên cái Facebook của mình là cái chiến lược như thế này ha. Thì có nhiều bạn mình nói là không có bỏ lên những cái banner bằng tiếng Anh. Thì sau khi cái video, cái clip này xong á, thì mọi người chúng ta, nếu mà các anh chị em ở những cái nước khác dùng những cái ngôn ngữ như Đức, Anh, Pháp, tất cả các bạn hãy comment vô hoặc là viết những cái câu biểu ngữ và bằng tiếng nước ngoài, những cái dùng mà tiếng bất cứ tiếng nước nào các bạn biết được, hãy viết ra cho mọi người. Là tại vì mà những cái câu nào mà ngắn gọn khoảng chừng 3 tới 5 chữ thôi, để cho mọi người bỏ vô một cái banner thì nó dễ hiểu mà dễ nhìn thấy hơn, mà cái banner nó đủ bự nữa. Thì mọi người chúng ta phải góp sức với nhau lại để cho chúng ta phải làm những cái banner toàn trên thế giới đọc vô á, thì ai cũng hiểu được là mình phản đối cái gì và mình đòi hỏi cái gì. Thì mình chỉ kiếm được có mấy câu thôi, thì mọi người hãy góp sức để mà làm ra nhiều cái biểu ngữ cho mọi người nha. Formosa kills our environment. Formosa destroys our sea. Formosa poisons us by wastewater. Chinese factory are killing Vietnam. Đó là những cái câu mà đơn giản, ngắn gọn nhất để cho mọi người á làm những cái banner. Nhưng mà mình cũng đã ghi lên trên cái status của mình luôn rồi. Thì mọi người chúng ta hãy góp sức lại, là tất cả các anh chị em ở trên toàn thế giới, những cái câu biểu ngữ nào làm cho những cái banner nó ngắn gọn, mình nghĩ khoảng chừng 3 tới 5 chữ là gọn nhất, mà làm bự ra để cho thế giới quay phim, các anh chị em quay phim này bỏ lên Facebook hoặc là YouTube, thì mọi người trên thế giới mới thấy được, mới giúp chúng ta được. Thành ra chúng ta phải quyết định. Cái này mà đã nói rồi, là toàn dân toàn quốc chúng ta hãy cùng lòng đứng lên. Nếu mà chỉ có mỗi Nghệ An, chỉ có ở miền Trung đứng lên, thì bao nhiêu lực lượng, bao nhiêu công an, bao nhiêu quân đội nó sẽ dồn về đó để nó đàn áp.
người dân chúng ta ở đó. Mình không có biết đó là bốn cái người mà tứ trụ ở nước Việt Nam: Nguyễn Sư Phúc, Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Thị Kim Ngân. Bốn tứ trụ này có còn phải là người Việt Nam hay không vậy? Để cho mấy cái đội công an quân đội này ra đàn áp chính người Việt Nam của mình, mà những người Việt Nam này không có cầm theo một cái tất sắt, không có cái gì để chống trả lại, khi họ chỉ đi bộ đòi hỏi sự công bằng cho chính bản thân họ, cho chính đất nước Việt Nam, cho chính dân tộc Việt Nam, cho chính con cháu của chúng ta sau này, và chính bản thân cho những cái gia đình mà cầm quyền nước Việt Nam ngày hôm nay. Nhưng mà mình nghĩ chắc nó cũng không có care là cho gia đình nó đâu, là tại vì nó đã lót đường đi ra những cái nước khác ở hết trơn rồi. Thành ra chúng ta chính là những thế hệ mà phải đòi lại sự công bằng. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục im lặng nữa thì đời con cháu chúng ta sẽ còn tệ hơn chúng ta ngày hôm nay nữa. Thành ra mình mong là mọi người chúng ta đừng có thờ ơ với đất nước nữa, phải đứng lên giành lại cái sự sống của mình. Nhất là giặc Trung Quốc đó, tụi nó đã bao nhiêu công ty Formosa, mà không phải là công ty Formosa không đâu, toàn bộ công ty của nước Việt Nam ngày hôm nay mà nước ngoài vô đầu tư đó, các anh chị em biết là có bao nhiêu công ty ở nước ngoài, hình như là mình không có thấy nhiều, cái phần đó nó rất là nhỏ, nhưng mà 70-80% là do công ty Trung Quốc thao túng nước Việt Nam, thao túng nền kinh tế nước Việt Nam. Thành ra nếu mà Trung Quốc nó thao túng toàn bộ kinh tế nước Việt Nam thì con người của chúng ta nó thao túng một cách rất là dễ dàng. Nó đã biết, nó đã bắt mọi người phải đi thử máu, phải đi lấy máu, phải cho máu, rồi á, rồi những cái sổ hộ khẩu, rồi những cái thứ khác của chúng ta nó đều nắm hết trong tay. Thành ra con người Việt Nam ngày hôm nay đã bị thao túng hoàn toàn bởi giặc Trung Quốc. Thành ra chúng ta đừng có để cho nó thao túng tiếp tục nữa. Chúng ta phải đứng lên đòi lại, giành lại lãnh thổ, giành lại nước Việt Nam, giành lại dân tộc của chúng ta. Thành ra mỗi người chúng ta phải gom sức lại, đừng có rời rạc nhau nữa. Mình không biết các bạn là ai, mình không biết những người này ghét người nọ, hay là chúng ta canh tị với nhau, hay là bất cứ cái gì đó. Bỏ những cái tự ái, bỏ những cái tôi ra, mà phải gom sức lại. Đây là một dân tộc, đây là một cuộc sống còn của dân tộc đó. Thành ra chúng ta đừng có dùng cái tôi, rồi dùng cái tự ái mà để mà ganh ghét với nhau, rồi chửi với nhau nữa, mà phải hợp sức lại đi. Khi mà chúng ta hợp sức lại, chúng ta lại là một cái nối rất là chặt chẽ, thì bất cứ cái gì chúng ta cũng có thể đạp bỏ được đó. Thành ra chúng ta phải quyết định như vậy. Đứng trước kẻ thù, chúng ta cần sự đoàn kết mới đứng vững. Thì một người anh đã nhắn vô như vậy. Nhớ phải đề phòng những tên công an lẫn vào. Thường thì những tên này thường có dấu hiệu nhận dạng như đeo nhẫn vàng hoặc đeo các dấu hiệu trên áo, nên nhớ phải quan sát. Thì các chị em khi mà đi xuống đường thì những cái ba cái người mà trong cái tham gia thì chúng ta phải lúc nào cũng phải cảnh giác những người xung quanh hết trơn á. Những cái ban tổ chức á nên làm ra những cái gì mà đeo trên tay hoặc là cái gì đó để cho biết được là đây là cái nhóm người của dân bình thường đi để đòi hỏi sự công bằng. Có một anh nó mới nhắn vô nói là làm cái mua cái bình gas nhỏ đó, cái bình mà gas nhỏ mà bây giờ xăng ở ngoài thì rất là mắc, mà dân thì không có đủ tiền để mà xài nữa, thì mua xăng làm bơm xăng thì nó sẽ như nó cũng mắc lắm. Thành ra anh đã cho ra cái ý kiến là làm cái bơm xăng bằng cái bình gas nhỏ, nhưng mà mình chưa có đọc hết nữa, bị anh viết từng khúc nữa, để coi lại xong xuôi mình sẽ báo cho mọi người biết ha. Họ thường là đeo nhẫn trên ngón tay út hả? Thì có người nói là những cái bọn công an, những cái tên mà đàn áp dân á, các bạn phải quay phim chụp hình và lấy tin tức từ những cái tên công an côn đồ này, biết gia đình nó ở đâu, gia đình nó, cha mẹ nó ở đâu, thì nên buổi tối nó ngủ quá, cho căn nhà nó sáng nhất trong cái làng đó đi, thì tự nhiên nó sợ à. Cho khoảng chừng 10 thằng công an mà mượn căn nhà nó sáng nhất trong cái làng đó là tự nhiên nó đẹp mặt nhất à. Ký hiệu của mình để cho biết dân của mình, thì cũng có nhiều người góp ý kiến lên là mình phải đem những cái gì đó, ký hiệu đó để cho biết là những cái người mà xuống dưới đường là toàn bộ dân của mình hết. Ném bơm xăng thôi hả? Nhưng mà bây giờ nước Việt Nam mình nhiều người chưa đâu.
Thì có một bạn nói là em nói về những nhà báo ở Việt Nam tại sao không dám mở miệng nói lên đăng lên những đồng bào mình đang biểu tình, giờ họ đang ở đâu? Thì cái này em cũng đang rất là bực mình đó anh. Thì những nhà báo Việt Nam hình như là nó để ý cái chuyện ở bên Korea, ở bên North Korea là cái tên nào đó mới bị ám sát ở phi trường Singapore, chứ nó hả là nó không có biết đó, hả là dân của mình bị đánh đập hả, bao nhiêu người bị đánh đập, bao nhiêu người bị đàn áp, bao nhiêu người hả phải hỗ trợ đi tới đó mà phải đi bộ bao nhiêu trăm km mà hả, nó trong nước thì nó không có biết đâu. Cái đồ bọn nhà báo này á, các anh chị em nào ở gần đó đó, cho những cái nhà báo này nó sáng nhất trong cái thành phố luôn đi, chị gì có nó cũng như không mà. Còn nói về nhà báo thì em cũng sực nhớ tới là cái bọn ca sĩ á, cái bọn mà hài kịch ở bên Việt Nam á, cái bọn ca sĩ hài kịch Việt Nam á, hình như là nó chỉ ngoài biết ca hát rồi lên á mà diêm dúa trên sân khấu thôi, không có biết gì tình hình ở xung quanh hay sao. Bao nhiêu ca sĩ Việt Nam, bao nhiêu hài kịch ở bên, những cái người tên mà đóng hài kịch á, không có ai dám lên tiếng một câu nói về tình hình đất nước ngày hôm nay. Đừng có nói về tình hình đất nước thì nó sâu xa với cái đám này quá, cái đám này đầu óc của nó rất là ngu muội, nó ngoại trừ nó chỉ có biết bưng bô cho cái đảng này thôi, nó làm ra bao nhiêu tiền thì nó phải chi cho cái đảng này bao nhiêu thì nó mới được quyền lên sân khấu đứng hát, thành ra nó chỉ là nuôi cái đảng này thôi. Thì đó là hả ở Malaysia hả, nó chỉ biết như vậy thôi, ngoài ra nó biết được cái gì nữa? Bao nhiêu dân đã từng coi tụi nó múa hát, bao nhiêu dân từng nghe tụi nó lên tivi nói bô ba, vậy mà những người dân bị đánh đập thì nó hoàn toàn nó câm cái họng nó lại. Thì mình nó nghĩ là chúng ta nên tắt hết những cái tivi đi, những cái báo đài của Việt Nam ngày hôm nay chúng ta tắt hết, không nghe, không không nói gì. Hiện tại bây giờ chúng ta đã có Facebook, chúng ta đã có Internet, chúng ta đã xài được, vô được YouTube, thì không có cần phải xài nghe tới những cái tivi đài báo của đảng đâu. Nhà báo toàn là tay sai cho nó là người chính nghĩa cũng không dám viết báo. Nếu mà người chính nghĩa không dám viết báo thì người đó cũng là tay sai thôi. Nếu mà đã nói là chính nghĩa thì phải nói lên sự thật, phải nhìn sự thật, không có sợ cái gì á. Đã nói là chính nghĩa thì còn còn sợ cái gì nữa. Nhà báo là của bọn Việt Cộng hả? Tôi nói thật là tôi về Việt Nam đã 6 năm rồi nhưng tôi ít khi coi tivi. Ồ, vậy là cái người này cũng là dân Việt kiều về Việt Nam sống hả? Thì mình nói á, là những cái tivi, những cái đài tivi, những cái loa phường, nói tới cái loa phường còn nói nữa. Các anh chị nè, em nào á ở gần những cái nơi mà có những cái loa phường á, loa phường thường thường á, mình ngày xưa mình cũng về lúc mà bà ngoại mất ở bên Việt Nam, mình cũng về cách đây mấy năm thôi, là về thăm bà ngoại lần cuối khi mà bà ngoại mất á. Thì 5:30 sáng mỗi ngày cái loa phường nó mở lên, đây là đài phát thanh Việt Nam, mới có 5:30 sáng thôi nó mở, mà một ngày nó mở 3 lần. Thì những cái gì chúng ta nghe lần đầu tiên chúng ta cho là không có cái gì xảy ra hết, lần thứ hai nó từ từ nó sẽ vô đầu chúng ta, dù cái chuyện đó không có nó cũng thành có nữa. Thì những anh chị em nào ở gần những cái nơi có cái loa phường đó đó, tìm cách nào phá sập những cái loa phường đó đi, thì chúng ta sẽ không còn nghe những cái lời mà của đảng mị dân nữa, nó từ từ nó vô trong đầu của chúng ta mà chúng ta không hiểu, chúng ta không biết từ lúc nào. Thì những cái loa phường đó là những cái cách mà tụi Việt Cộng, Cộng sản nó nhồi sọ chúng ta đó. Nó không có cần phải đi tới nhà chúng ta nói là hôm nay phải học cái bài này, ngày mai phải học cái bài kia đâu, mà một ngày 3 lần, từ 5:30 sáng, buổi trưa và buổi tối một lần, trước khi đi ngủ nó cũng nhồi vô một lần nữa, là cứ một ngày 3 lần nó mở cái loa phường nó ra rồi nó nói những cái câu chuyện về đảng, về này về kia không, mà dân không có nghe được cái chuyện khác. Thành ra từ từ chúng ta sẽ bị thấm vô đó, thành ra mọi người chúng ta phải phá đi những cái loa phường đó trước. Rồi những cái nhà báo á, những cái nơi mà làm báo tivi đó, nếu mà các bạn cảm thấy nó không có nói về tình hình đất nước ngày hôm nay mà nó nói không đúng, nó dám nói là Đức Cha thuộc kích động dân để đi phá rối,
Được, vậy cho cái đài báo đó nó sáng nhất nguyên cái thành phố đó đi. Nó nói mình không đồng ý thì mình phá sạch nó đi, đừng có để cho nó ngồi đó mà nó nói nữa. À, Tình Võ nói là tiếng nói của ca sĩ rất có hiệu quả nhưng họ không dám nói. Con ơi, họ dám hát nhưng không dám nói. Vậy thì cho nó tắt tiếng hát nó luôn, không không cho nó hát luôn. Nếu mà chúng ta không dặn tivi, không dặn những cái đài radio lên của tụi Đảng Cộng sản thì ca sĩ là phải cần người nghe. Đài tivi phải cần có người coi thì nó mới có lấy tiền được quảng cáo. Nếu mà toàn dân chúng ta không coi tivi, không nghe những cái ca sĩ này hát thì nó là những cái con bò nằm ở ngoài đồng ruộng mà nó chờ chết thôi, chứ nó không có cái gì mà để mà nó sống được hết trơn á. Hậu ông nói là làm ná bắn lấy bi bắn nát hết cái loa đi hả? Các anh chị em ở gần chỗ những cái chỗ nào mà có những cái loa phường á, cắt điện cắt này nọ hết cho nó không có phát ra được nữa đi, làm bất cứ cái gì chúng ta có thể phá hết những cái loa phường đó. Những cái đài tivi nào hả mà nó lên mà nó nói một chiều, nó chỉ hả mà công kích người dân, nói là người dân làm một làm chuyện tốt mà nó đi nói xấu. Người dân chúng ta phải đứng lên giành lại cuộc sống của chúng ta. Mà hiện tại bây giờ dân ở Nghệ An, đồng bào ở Nghệ An, mình không có một người bà con, không có một dòng họ nào ở ngoài Nghệ An hết. Mà thậm chí mình chưa bao giờ đi ra tới ngoài đó. Nhưng mà thấy đồng bào ở đó từng bước một đi tới để đòi lại cái sự công bằng mà mình đã rất đau lòng rồi. Không hiểu là những cái người công an, những cái người quân đội, những cái cảnh sát cơ động ở đó là những hàng xóm, là những người sống gần nhất với người dân. Không hiểu là họ có cái tấm lòng như thế nào mà không thấy được cái tình cảm đó. Mà họ đã ra tay đàn áp chính người dân của mình, chính người hàng xóm của mình, chính đồng bào của mình như vậy. Thì chúng ta không có cần những cái người đòi người này nữa. Chúng ta phải tiêu diệt nó. Thành ra chúng ta đừng có bao giờ mà hả nương tay với những cái người này á. Những cái thằng công an nào, những cái tên cảnh sát cơ động nào đã ra tay với dân mà đã trong cái nhóm đó, biết mặt biết nhà nó, cho cái nhà nó sáng nhất luôn, cho nó đẹp nhất, nó thắp sáng mà cho nó sáng nhất luôn. Những cái loa phường nó ngày nào nó cũng đập nhảm nhí, bây giờ mình biết nó đập nhảm nhí rồi, cho nó tắt đi, cắt hết những cái đường điện của nó. Nếu mà chúng ta ai mà biết được cách làm á, hãy tập nhóm được những cái anh trai á, nên làm đi, là tự gì á, chúng ta phải từng bước một thì mới thành công được. Chứ chúng ta chỉ ngồi mà nói rồi nói két chửi không ai chết hết á. Có nhiều vô luận viên vô chửi mình lắm nhưng mà mình những ngồi nói phay phay như vậy nào cũng đâu có bị gì đâu. Thành ra chửi không có ai bị chết hết á, mình hành động nó mới chết đó, mình hành động thì mới 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 đánh đổi được nó đó. Dân đó nghèo và chất phác lắm Thanh Lân ạ. À, thì em cũng biết là ở ở ở những cái nơi đó là đồng bào chúng ta rất là chất phác, là tại vì ngoài biển, ngoài bắt cá ra thì họ không có cái gì để mà ganh đua với cuộc sống ở ngoài hết, thì họ rất là chất phác. Em đã cũng đã từng tiếp xúc với những lúc mà về Việt Nam mà em cũng đã đi đâu đi những cái nơi xa để mà cứu trợ những cái nhà mà nghèo lắm rồi, em đã từng làm ra mấy lần rồi. Thành ra em cũng biết là đồng bào chúng ta ở những cái vùng xa xôi đó, rất là nghèo, rất là chất phác. Họ không có biết đó là tại sao mà hả họ phải sống cuộc sống như vậy, họ hoàn toàn không có biết. Thành ra bây giờ mình phải hỗ trợ mấy người dân ở những cái nơi xa xôi mà họ, mình phải nói cho mọi người hiểu là cái cuộc sống của họ có thể tốt đẹp hơn khi mà mọi tầng dân chúng ta đều đứng lên đòi lại cái cuộc sống, đánh đuổi cái bọn nội xâm. Giặc phương Bắc ngoại xâm của Trung Cộng, ngày xưa nó là ngoại xâm, bây giờ nó đã trong nước chúng ta, nó thành nội xâm rồi. Mà nó càng ngày nó càng bành trướng trong nước Việt Nam, nó càng ngày càng lớn mạnh trong nước Việt Nam. Nó nuôi, thậm chí nó nuôi là cả công an quân đội Việt Nam, để công an quân đội người Việt Nam đánh giết người Việt Nam của chúng ta. Thì chính chúng nó làm giặc nội xâm rồi. Chúng ta phải cùng nhau đứng lên đánh đuổi cái bọn ngoại xâm này, nhất là trước tiên đó là chúng ta phải nên diệt cái tụi Việt Cộng đi. Chúng nó đã rước rước giặc vô nhà đó, chúng đó là một kẻ gián tiếp giết người dân của mình trước mắt, cho cái giặc ngoại xâm này vô, cho người bốn cái người tứ trụ ở bên nước Việt Nam. Tôi thách mấy người luôn đó, là mấy người không có dám bước ra khỏi khỏi nhà đâu. Nói tới bốn tứ trụ đó thì bây giờ em mới nhớ lại tại sao đó, trong nước Việt Nam bốn tứ trụ đó vẫn còn sống phay phay vậy. Không có ai làm được gì trong bốn cái gia đình này hả? Nó không có vợ con, nó không có gia đình, nó không có anh em cha mẹ nào hay sao vậy?
Chẳng lẽ cuộc đời của nó có một mình nó lên, nó quậy tưng bừng ở trong nước Việt Nam, nó phá tan hoàng nước Việt Nam hết trơn mà không ai làm được gì nó hết hả? Phương Tha nói là mấy ông ở hải ngoại mà nói tốt cho cộng sản thì nó là cộng sản nằm vùng đó. Cộng sản cài người khắp nơi để ly gián chúng ta. Đừng mắc mưu, điều chúng ta cần nhất ở đây là phải đoàn kết lại. Thì toàn dân chúng ta phải lúc nào cẩn thận. Những ai mà cứ mà tung hô là người này tung hô người kia á, mà những cái người đó không có bị cái gì á, là chính là cộng sản á, nằm vùng đó. Anh bị chặn không nghe nói gì hả? Vậy hồi anh nghe em nhảm lại nha. Dạo này ăn uống gì mà nhìn gầy quá hả? Thì tối ngày cứ lên đọc phải tin tức như vậy nè. Bảo Tôn nói là không thể ôn hòa với cộng sản nữa. Nhìn lại bao nhiêu biểu tình lớn nhỏ đều bị chúng đàn áp dã man. Cộng sản không bảo vệ dân đâu, bà con tỉnh lại đi. Thì mình nghĩ là bà con đã biết rồi, là cộng sản, quân đội Việt Nam, công an Việt Nam không có ai mà bên người dân nữa. Thành ra đã có nhiều người anh trai lắm đã nhắn vô là các anh đã chuẩn bị hết trơn rồi, các anh đã chuẩn bị tinh thần hết trơn là chiến đấu, các anh sẽ cho nó tắm những cái bơm xăng rồi này nọ đó. Thành ra mọi người chúng ta đừng có nói là tại sao phải biểu tình ngày hôm nay, báo liền bây giờ, không ai chuẩn bị kịp. Mình đã lên rất là nhiều video clip nói là chúng ta trong tinh thần chuẩn bị, hễ mà bất cứ có chuyện gì xảy ra chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn, đều tinh thần chúng ta đã có đầy đủ để mà lập tức xuống cùng hòa nhập vô chung cùng mọi người. Càng lớn mạnh thì chúng ta mới có đủ sức chống lại một cái đảng cộng sản và cái bọn Trung Trung Quốc như ngày hôm nay, là tại vì nó có rất là đông, nó có quân đội, nó có cả xe tăng rồi nó có cả súng ống, nhưng mà dân chúng ta có cái gì xài cái đó thôi, từ cuốc gậy hay là bất cứ cái gì đó chúng ta xài được thì chúng ta xài. Là tại vì chúng ta nếu mà chỉ có một cái nhóm nhỏ là hoàn toàn không cứu được nước Việt Nam đâu. Nước chúng ta đang trong cái thời gian rất là nguy ngập đó. Vương Quốc Việt nói là muốn chống cộng chung phải diệt cái thằng cộng phải diệt cái thằng cộng sản tay sai trong nước này trước. Hồi nói em ốm hả? Ngày nào em cũng phải ngồi coi tin tức rồi nhiều lúc không có ăn luôn đó. Trung Cộng và Việt Cộng nó đã gia nhập với nhau rồi hả? Trung Cộng và Việt Cộng nó đã gia nhập với nhau rồi, nhưng mà nó có thể gia nhập ở đâu mình không có cần biết. Nó muốn gia nhập với ai thì biết, nhưng mà nó phá hoại đất nước Việt Nam của mình thì mình phải lên tiếng, mình phải đứng lên giành lại lãnh thổ của người Việt Nam mình, không có cho ai mà đánh chiếm nước Việt Nam mình. Tại trong nước Việt Nam mình, chúng ta không có muốn diệt vong, chúng ta không có muốn là con cháu đời chúng ta sau này sẽ căm ghét những cái cha mẹ chú bác ngày hôm nay. Chúng ta phải lên tiếng đi, vì con cháu, vì dân tộc, chúng ta phải lên tiếng thật là mạnh mẽ thì để cho đời con đời cháu chúng ta không có bị nữa. Các anh chị em mình thấy đó là trên Facebook hiện tại bây giờ rất là nhiều những cái hình ảnh những cái người mà tự nhiên bị bệnh rồi bị từ bại não mà rồi nào là tay chân tự nhiên đang lớn một người bình thường tự nhiên bị bệnh đi rồi không có làm gì được nữa, thì đó là cái tai hại diệt vong mà bọn Trung Cộng là Việt Cộng nó diệt chủng người Việt Nam mình không tốn một viên đạn. Không có ai nghe được cái phát súng của nó mà người Việt Nam mình mỗi ngày phải chết dần chết mòn. Không có ai, nếu chúng ta cứ hoàn toàn im lặng là chúng ta tiếp tay cho những cái bọn giặc này tiêu diệt người Việt Nam chúng ta và tiêu diệt dân tộc của chúng ta đó. Thành ra chúng ta không có còn nhiều thời gian nữa đâu. Các anh chị em đừng có nói là hôm nay á, là kêu đi biểu tình là tại sao á, không có thấy người ta xuống đường này, nói tại sao không báo trước để cho chuẩn bị. Lúc nào chúng ta cũng phải trong tinh thần chuẩn bị giành lại đất nước, giành lại lãnh thổ của chúng ta đó. Đừng có nói là hả, tại sao không báo trước. Tất cả các trường học, nếu mà toàn bộ học sinh, trường học, từ đại học cho tới trung học cho tới những cái lớp mầm non, tất cả con cháu chúng ta không đi học nữa, những cái hãng xưởng, những cái công nhân không ai đi làm nữa, rồi chặn hết những các ngã đường, là ngày đó chúng ta sẽ thành công. Nhưng mà mọi người vẫn tiếp tục đi học, vẫn tiếp tục đi làm bình thường thì
bao nhiêu người có thể xuống đường được đây? Những cái trường học, những cái nhà máy, những cái hãng xưởng, nếu mà toàn dân chúng ta đều bãi thị trong vòng hả 1 tháng là bảo đảm nền kinh tế Việt Nam sẽ bị sập, cộng sản Việt Nam sẽ không có nhúc nhích được đâu. Thành ra mình phải lấy cái tinh thần này, tinh thần của những đồng bào Nghệ An hiện tại đang bây giờ đang rất là đau đớn lắm, bởi vì họ đã đi bị đánh bị đập rồi, mình nghe những cái tiếng khóc rồi những cái tiếng rên la đó rất là đau lòng, không có chịu nổi. Thành ra chúng ta phải dùng cái động lực này để là động lực cho chúng ta đứng lên mạnh mẽ hơn. Giới trẻ Việt Nam đang thờ ơ với vận mệnh đất nước hả? Thì mình phải bắt tụi nó nhào vô đi nha. Chứ giới trẻ Việt Nam bây giờ là rất là thờ ơ rồi đó. Như là ngày hôm qua có rất là nhiều cái tấm hình mình thấy trên Facebook á, những người bạn trẻ vẫn còn rất là thờ ơ với đất nước, vẫn post lên những cái tấm hình rất là ăn nhậu rồi đi chơi rồi trong ngày lễ Valentine's đó. Thì ai cũng có cái suy nghĩ riêng, cuộc sống thì ai cũng muốn vui vẻ với lại hạnh phúc hơn. Nhưng mà trong cái tình hình đất nước ngày hôm nay mà có nhiều bạn trẻ vẫn còn thờ ơ như vậy thì mình rất là đau lòng đó. Giới trẻ ngày hôm nay của Việt Nam chúng ta đã bị cái gì rồi? Đã bị nhồi sọ. Những cái loa phường đó, mọi người các anh chị em hãy cho nó dẹp cái loa phường nó đi, đừng có để cho cái loa phường nó phát ra mỗi ngày nữa. Mình về Việt Nam chỉ có 2 tuần thôi, mỗi ngày cái loa phường đó ngày nào mình cũng đặt câu hỏi hết, tại sao không có ai mà phát cái loa phường này đi, tại sao cứ để cho nó phát như vậy. Thì những cái người xung quanh nó họ nói vậy nè, nó phát mỗi ngày có bị gì đâu, là người ta đã quen với cuộc sống như vậy, không có ai phát hiện ra là nó đang phá hại cái cuộc sống của mình, mà nó phá hại như thế nào nó nhồi vô đầu mình á, thành ra mình tin tưởng đó là sự thật luôn. Mình không thấy nhưng mà từ từ nó đã, mình đã tin tưởng rồi, ngày hôm nay nó không phát nữa thì là giống như là mình thiếu cái gì đi nữa, thì cứ phá nó đi, đừng có để cho người dân nghe nữa. Những cái loa phường, những cái đài tivi, tắt hết tivi, tắt hết những cái loa phường đó, là tự nhiên người dân từ từ tỉnh lại à. À, Việt Nam nói nhiều mà làm chả có bao nhiêu hả, buồn quá phải không? Những cái bọn đầu trâu mặt ngựa nó ăn lương của bọn Tàu nên chúng nó ra sức đàn áp dân và vơ vét tài sản của dân để làm giàu cho cá nhân nó hả? Thì bây giờ mình đứng lên mình đòi lại tài sản của mình đi, nhất là cái tài sản dân tộc của mình đó. Hiện tại bây giờ nếu mình không đứng lên đòi lại tài sản thì coi như là mình mất hết tất cả. Vietnamese youth today just know drinks, place and that's all. Có nghĩa là người bạn những người cái người trẻ ngày hôm nay chỉ có biết là uống rượu uống bia đi chơi thôi chứ không có biết cái gì hết trơn á. Một cái thế hệ đã bắt đầu xuống cấp trầm trọng phải không? Người dân trong và ngoài nước hãy cùng nhau tiêu diệt cộng và tàu cộng. Tiêu diệt Việt Cộng và Tàu Cộng hả? Thì bây giờ á, người dân trong nước là cái nguồn chánh, động lực đứng lên trước. Nếu mà người dân trong nước không có ai làm cái gì hết, không có ai lên tiếng nhiều hết, mà cái cục lên tiếng vừa rồi ở ngoài Nghệ An á vẫn là còn rất yếu, thành ra ở ngoài người ta cũng chưa có thấy nhiều đâu. Thành ra nếu mà người trong nước chúng ta lên thật là nhiều thì ở ngoài mới nhúng tay vô được. Mình sẽ dừng cuộc nói chuyện ngày hôm nay ở đây. Xin chào các bạn và chúc mọi người có một ngày thật là an lành. Hẹn gặp lại dịp khác nha. Bye bye.